Thử hết đặc sản Đà Lạt tại Sài Gòn. Cháo đổ vô sườn hay sườn đổ vô cháo? Nên giới thiệu một địa điểm cháo sườn yêu thích của tôi. Cháo sườn ông Tạ tại 302 Phạm Văn Hai, Tân Bình, chỉ bán sau 2 giờ chiều. Điểm đặc biệt chính là một nồi thịt bằm siêu to được nêm đậm đà, ăn mà nhớ hương vị tuổi thơ. Đầu tiên cô sẽ múc một phần cháo đặc có sườn bên trong, rồi một muỗng thịt bằm bự, hành phi và hành lá. Nhìn nồi to cho đến tầm 7 giờ tối là hết sạch trơn. Cháo mềm mịn kết hợp với quậy đỉnh cao. Quán thì chỉ mua đi chứ không ngồi lại á. Kết nhất là phần thịt bằm của quán, tôi thấy lạ, hiếm chỗ có lắm. Nói chung là nên thử nha mọi người. Ăn cháo no nên qua Bình Thạnh làm ly kem bơ Đà Lạt. Menu chỉ từ 20 đến 55k. Kem bơ nàng Zoe với tông màu vàng nằm tại 92A Trường Sa, có view sông siêu đẹp, siêu mát. Tối tối rủ người yêu lên đây chiêu chiêu ngắm sông lãng mạn dễ sợ luôn. Đến đây thì bắt buộc thử kem bơ, hoặc chơi lớn là ăn luôn kem bơ sầu riêng nguyên muối khổng lồ như ở Vũng Tàu nha. Tôi cũng thích ăn bắp xào ở đây cực kỳ, không chỉ có kem bơ mà nhiều món ăn vặt lắm. Trời nóng là lên cơm thèm đồ Đà Lạt rồi, tưởng tượng mình đã chỉnh cho mát. Mới khám phá ra một quán chuyên bán đồ Đà Lạt, từ các món bánh căn, bánh chân nướng, thêm mấy viên xíu mại hồ lô. Quán ở 118/118 Mặt Đằng, Bình Thạnh nhen. Bánh tráng pizza theo style Đà Lạt phần hợp cảnh với giá 24k, sẽ có trứng gà, phô mai, tôm khô, xúc xích, bắp mỹ, mayonnaise và gà xé. Mình có gọi thêm một bánh căn trứng cút, một bánh căn tôm và một bánh căn bò. Nhìn con tôm tròn tê tái, bánh căn ăn cùng với xíu mại có thêm mỡ hành, bên trong nhìn hấp dẫn dã man. Quán mở từ 4 giờ chiều và khuyên mọi người đi sớm hoặc order now chứ tầm tối đông lắm, phải đợi hơi lâu đó. Bánh căn cút bò ăn cũng ok lên ghê, thịt bò được xào sơ trước, ăn vô thấy thơm lắm luôn, nêm nếm cũng đậm đà mà vừa phải. Quán street food nên có điểm trừ nhẹ là hơi rùi, không sao, bù lại ăn vô thấy ổn. Kiểu này order về nhà bật máy lạnh là y chang ở Đà Lạt rồi. Cửa hàng trà sữa Long hot nhất Đà Lạt đã có mặt tại Sài Gòn với view Bitexco và phố đi bộ. Hello, tê bê nè. Mà mê trà ô Long chắc chắn là không bỏ qua cái chỗ này rồi ha. Tôi đi ngày đầu tiên mở luôn mà nó đông xẻo luôn mọi người. Hàng có đến tận 3 tầng mà không gian rất là xinh nha. Trời, nãy giờ tia cái quầy bán bông lan trứng muối, mousse đồ rồi đó. Ở đây có trưng bày luôn các sản phẩm trà khô, đóng hộp có thể mua về dùng hoặc làm quà tặng cũng ok. Hay là ai mà đang cần trẻ deadline là lưu lại liền cái chỗ này. Có mấy góc khá là chiêu chiêu linh hình lung linh, nhất là mấy cái góc ngay cửa sổ nhìn ra đường phố. Cũng là một cái tiệm cà phê ở phố đi bộ mà có không gian rooftop theo phong cách camping style Đà Lạt, đặc biệt có thể thấy view Bitexco và phố đi bộ nữa nha. Khá chắc luôn là buổi tối chỗ này là đông ngàn. Gọi ba em á là Lan Bian, ô long sữa Pella và khói pilau. Ủa nha mọi người, phải gọi Lan Bian làm từ trà ô long kết hợp với mứt hoa nhài và cam vàng, siêu ngon luôn. Uống thằn thằn chua chua rất là mát. Dòng ô long sữa của Pella thì tôi khỏi nói ha, lúc nào uống vào cái hậu vị trà nó vẫn còn ở cổ, là đậm béo kết hợp với trân châu trà siêu ngon. Và nước uống tôi rất là hài lòng, nhưng mà phần bánh thì tôi cũng chưa cảm thấy nó ngon lắm. Bánh thì nhiều kem, còn một bánh thì kiểu ăn hơi ngán ngán, không cảm nhận rõ hương vị. Tối mà ai hay ra phố đi bộ chơi là có địa điểm mới rồi đó nha. Khẩu trang là auto đẹp luôn. Bye bye.